Xin chào tất cả các bạn nhé. Em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay thay mặt cơ sở em xin được phép báo giá những mặt hàng lan mà cơ sở bên em hôm nay mới cập nhật ạ. Hiện giờ trên Cao Bằng mấy hôm nay của bên em thì chủ yếu chủ đạo toàn là trời mưa phùn và rất là rét các bạn. Nên là hiện giờ những cái hàng rừng nguyên bản Cao Bằng thì hiện giờ tạm thời vẫn chưa có thể nhập được, nên là em sẽ chủ yếu là bán các hàng kg thôi. Em hôm nay sẽ báo giá nhanh qua cho các bạn nhé, vì là trời mưa rất mưa và rét và những cái mặt hàng lan thì cũng không có gì thay đổi được, vẫn là những mặt hàng chủ đạo mà bên em bán thường xuyên từ mấy hôm nay rồi. Đầu tiên trước màn hình của các bạn đây ạ, sẽ là mặt hàng đai châu nghinh xuân, chính là nó luôn. Đây là những cây đai châu hàng Thái mà đã bên em nhập về, ở đây là họ đã trồng thuần rồi nhé, và những cái chậu nhựa nhỏ này rồi. Hàng này thì hiện giờ có cả những cây thì nó cũng đã có nụ, còn có những cây thì cũng chưa ra nụ nhé. Các bạn nào khi mà đặt hoa thì chú ý giúp em là nhắn với nhân viên trực máy là lấy cây có nụ hay không, bởi vì có một số bạn thích thì chơi hoa luôn, nhưng có những bác có thể là thích lấy cây về để thuần mùa sau mới chơi thì cái cây nó sẽ phát triển to, còn nếu mà bây giờ mình chơi hoa luôn ấy, thì có thể là cây nó sẽ không phát triển bằng những cây mà nó chưa có ngồng hoa nhé. Có những người mà mua cây về có thể còn cắt cả ngồng hoa đi để cho cây phát triển mà. Đây là những cây đai châu loại hàng Thái đấy ạ, 200.000 một cây nhé các bạn. Đây là cây đai châu đã trồng thuần hàng Thái nhé. Tiếp đó ở đây sẽ là mặt lan hoàng thảo vôi loại giống nhé các bạn. Đây là hoàng thảo vôi loại giống, bên em bán với mức giá là 180.000 đồng 1kg nhé. Cây giống thì nó sẽ ngắn hơn và có cả những lẫn cả thân già nhé. Đây này, chủ yếu là cây ngắn thôi. Tiếp đến dưới này sẽ là mặt hàng hoàng thảo vôi loại đẹp nhé các bạn. Hoàng thảo vôi loại đẹp có giá là 260.000 đồng cho 1kg ạ. Đây em sẽ quay toàn bộ cái số lượng vôi loại đẹp thôi, hôm nay cũng không có nhiều đâu. Bên cạnh đây tiếp đến sẽ là mặt hàng, đây là mặt hàng lan lụa vàng nhé. Lụa vàng thì nó cũng đã lên nụ hoa khá là cao rồi, nên là hiện giờ khi gửi đi thì em cũng không thể đảm bảo mặt hoa đến tay các bạn nhé. Lấy về làm giống thôi, 350.000 đồng cho 1kg lụa vàng ạ. Cũng không có nhiều, cỡ cân rưỡi, gần 2 cân thôi. Tiếp theo bên đây sẽ là mặt hàng lan kim thoa nhé các bạn. Kim thoa bán mấy phiên nay rồi đấy ạ. Kim thoa đợt này về thì chủ yếu là cây to dài lắm ạ, có những rề mà có thể là tầm 1 cân đấy. Kim thoa hôm nay về to, rất là to luôn ạ, 100.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Tiếp đến bên đây, bên em sẽ giới thiệu đây là mặt hàng long tu. Đây là long tu xuân giống nhé các bạn. Long tu xuân giống sẽ có cả thân già thân hoa, đảm bảo không bị gãy dập ngọn khi gửi đi cho các bạn nhé. Long tu xuân giống 200.000 đồng cho 1kg ạ. Còn trên đây là long tu xuân loại đẹp, về chơi được hoa luôn đấy ạ, treo lên và đợi sang đến giữa xuân nhé các bạn. Loại lan đây là loại long tu xuân loại đẹp đấy ạ. Long tu xuân loại đẹp bên em bán là 250.000 đồng cho 1kg nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là lan ý ngọc các bạn ạ. Lan ý ngọc thì bên em bán mấy phiên nay rồi đấy ạ, 170.000 đồng cho 1kg ạ. Đây là hàng loại dài đấy ạ. Đây là ý ngọc loại dài nhé. Bên cạnh đây còn có một chút cái ý ngọc loại ngắn này, nhưng mà cái này nó có cả khá là nhiều cái thân già. Để em xem lại nào. Không đâu các bạn ạ, vẫn cái nó cây nhỏ hơn thôi. Đây là ý ngọc ngắn nhé. Bạn nào đặt hàng thì có thể yêu cầu bên em lấy loại ngắn và loại dài, bên em bán đồng đều với mức giá là 170.000 đồng hết nhé. Khi đặt hàng thì các bạn chú ý giúp em, còn nếu mà không nhắc thì bên em sẽ gửi cả cây ngắn và cây dài để về các bạn chủ động chia giỏ nhé. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch ba màu ạ. Lan ngọc thạch ba màu này bên em bán hôm nay với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Ý ngọc với ngọc thạch này thì cái ngọc thạch đây là ngọc thạch ba màu, lan cánh trắng này, phớt tím ở đầu và có họng màu vàng các bạn ạ. Còn lan ý ngọc thì sẽ là họng tím và cánh trắng nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan điện biên đông ạ. Điện biên đông thì cũng mới về thôi ạ, 150.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Vâng ạ. Còn bên cạnh đây thì là mặt hàng lan đai châu giống. Đai châu giống thì bên em bán mấy cái này rồi đấy ạ, hàng lúc nào cũng có đầy đủ luôn cho các bạn nhé. Đai châu giống thì bên em có loại to và loại nhỏ, đồng đều với mức giá là 550.000 đồng cho 1kg nhé. Cây to thì có thể từ 3 đến 4 cây nó được 1 cân rồi, còn loại nhỏ thì bên đây
cũng là 550.000 đồng trên 1 kg. Loại nhỏ này thì có thể từ 8 đến 10 cây nhé các bạn. Rồi ạ, tiếp đến em xin được giới thiệu tiếp đó là mặt hàng lan u lồi. U lồi thì tầm mùa này thì sẽ cái thân hoa ở nó ấy, thì cũng đã lên rất là cao rồi, có những cây nó lên cao lắm, còn cây đây thì cái thân hoa ở đây nó cũng mới lên đây ạ. Nên là khi gửi đi em không đảm bảo mặt hoa gửi đến cho những cái nụ hoa đến cho các bạn được. Trồng để mình có thể gây giống đấy ạ, bởi vì là cái thân tơ nó cũng lên nhiều rồi ạ. U lồi hôm nay thì cũng có khá là nhiều thân già nữa, nên là mọi khi bên em bán với mức giá là 280.000 đồng thì hôm nay bên em giảm giá nhé. Chỗ này bên em bán với mức giá là 260.000 đồng thôi ạ. Đảm bảo cây sẽ không bị gãy ngọn nhá. Những cái cây nào mà cái ngọn mà tận tít trên đầu mà gãy thì em sẽ ngắt bỏ đi. Còn những cây hay là những thân dập lá thì em cũng bỏ đi nhá. Còn không đảm bảo cái nụ hoa đến các bạn được, bởi vì là bây giờ hoa u lồi lên rất cao rồi, gửi đi tỷ lệ bong rất là nhiều. Bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan chồn, đuôi chồn đấy ạ. Đuôi chồn loại đẹp 230.000 đồng cho 1 kg. Và loại giống ở bên đây là 180.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn, chồn giống ạ. Hoa đuôi chồn thì ở đây sẽ là có màu sắc chủ đạo là trắng và chấm tím nhé, giống như đuôi cáo. Ra hoa tầm mùa hè các bạn ạ. Bên đây bên em còn cái này là cái cẩm báo thì cả hàng rừng, nên là lá ở đây sẽ không thể tránh được cái xây xước cũng như là nó bị hơi gãy một chút. Cẩm báo hôm nay hàng cũng không còn được đẹp lắm đâu ạ, bởi vì những cái loại đẹp kia thì bên em cũng bán được mấy hôm nay rồi. Hôm nay xả hàng cẩm báo 250.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan hạc vị Bắc ạ. Vâng, hạc vị Bắc thì không phải nói nhiều nữa, bởi vì là một trong những loại lan dễ thuần, dễ chơi, trồng đâu cũng lên nhé các bạn. Hạc vị Bắc 260.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn trên hạc vị Bắc sẽ là mặt hàng lan thập hoa. Thập hoa 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên em bán cũng được 2 phiên này rồi đấy ạ. Tiếp đến, vâng, là lan trúc mảnh ạ. Trúc mảnh 250.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Một trong những dòng lan mà hoa rất là đẹp nhưng mà cũng rất là đỏng đảnh và khó thuần, rất đáng để sưu tầm và cũng thử sức. Các bạn mới chơi thì cũng chưa nên thử loại này, còn các bác trồng thuần rồi thì cũng có thể thử sức và sưu tầm cho mình một giỏ lan trúc mảnh nhé, hoa cực kỳ đẹp ạ. Bên đây bên em còn một chút lan hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì xem loại này hôm qua này để giá bao nhiêu nhỉ. Hoàng thảo xoắn trăm tầm, không phải đâu, đúng rồi, cái này hoàng thảo xoắn 250. Loại này cũng là loại đời. Đây vẫn là có những hàng dề đấy ạ. Vâng, hoa thảo xoắn hôm nay em vẫn bán với mức giá là 250.000 đồng nhé, bởi vì cái này là cũng là toàn những hàng dề, chưa có những hàng thanh lý đâu ạ, hàng rời đâu ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan đuôi chuột ạ. Đuôi chuột 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn bên đây bên em có một chút cái lan kiều vàng loại ngắn, loại thanh lý đấy ạ. 110.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Chỗ này có khoảng tầm 2,5 cân ạ. Các bạn đặt lan khi đặt hàng giống thì nhắc bên em là hàng giống nhé. Và khi đặt lan về ghép, các bạn chú ý giúp em cái mức giá 110.000 đồng thì nó sẽ là những cây ngắn và có là rời như này nhé. Nên khi nhận lan các bạn, rất nhiều người là đặt hàng giống mà lại nói bảo là tại sao lại gửi lan này cho các bạn. Và đây là cái hàng giống thì các bạn chủ yếu là lấy về để gây giống thôi, chứ không thể chơi được luôn như ngay từ tức trong năm nay đâu ạ. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì đây ạ, có cả thân già, thân tơ. Và hôm nay về cũng cái mặt hàng lan sơn thủy tiên hôm nay bên em bán với mức giá là 170.000 đồng nhé các bạn. Lá cũng đang bắt đầu xuống khá nhiều rồi, có cả thân già, thân tơ và có dề cũng có luôn nhé các bạn, có những dề đến tận 2,5 cân luôn đấy ạ. Chủ yếu là dề thôi, còn hàng rời thì bên em sẽ bù vào để khi gửi đi các bạn cho đủ cân đấy ạ. Bên cạnh sơn thủy tiên sẽ là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Cũng đang mùa xuống lá nên là nhìn rất sơ sát luôn các bạn ạ. Khi gửi đi em sẽ cố gắng chủ động bỏ đi nhiều nhất có thể những cái lá vàng cho các bạn. Tiếp đến bên cạnh kim điệp xuân ở đây sẽ là mặt hàng lan phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng
150.000 đồng trên 1 kg nhé. Đợt cái điệp vàng này thì bên em lấy cũng chủ yếu là từ Tây Bắc, bởi vì mấy hôm nay trên Cao Bằng mưa quá, không có phi điệp vàng rừng Cao Bằng luôn ạ. Cũng dân lo tránh rét cho trâu bò chưa kịp chứ đừng nói vào đi lấy lan nhé các bạn. Đây ạ, phi điệp vàng hàng Tây Bắc thì nó to hơn. Đây ạ, cái thân nó rất là to luôn đấy ạ. Nhưng mà khi mà em lấy em thấy những cảm nhận là cái rừng Cao Bằng về lúc nào cũng mướt và rất là xanh đẹp luôn. Còn cái này qua quá trình vận chuyển đi rồi á thì nhìn nó cũng không được mướt như cái hàng của Cao Bằng đâu. 150.000 đồng cho 1 cân phi điệp vàng hàng Tây Bắc nhé. Trên đây sẽ là mặt hàng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm đấy ạ. Hoa màu vàng và đặc trưng rất là thơm. Đặc biệt cái loại này là hoa nó nở bền lắm nhé bạn. Mà nở khoảng tầm 20 đến 30 ngày nó mới có thể bắt đầu rụng mà cứng như là nhựa luôn. Nhìn rất là như cái bông sáp ấy ạ. Kim điệp thơm, loại giống 180.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Còn trên đây sẽ là mặt hàng lan kim điệp thơm loại đẹp đấy ạ. 250.000 đồng cho 1 kg kim điệp thơm loại đẹp. Đây, đây là những cái có những khóm mà nó ra hoa hẳn rồi này. Có những cái đây trên này chủ yếu là ra hoa rồi các bạn ạ. Kim điệp thơm đang mùa chuẩn bị sẽ ra hoa vào mùa xuân này. Bên đây tiếp đến sẽ là mặt hàng lan môi tua nhé. Môi tua hôm nay bên em vẫn xả 100.000 đồng cho 1 kg luôn. Tiếp đến là mặt hàng lan kiều dẹt ạ. Kiều dẹt thì cũng còn không nhiều lắm đâu. Đây là mặt hàng lan kiều dẹt của ngày hôm nay. Kiều, đây là đùi gà dẹt. Còn kiều dẹt bên cạnh này các bạn nhé. Cái đùi gà dẹt này là 180.000 đồng cho 1 kg đấy ạ. Mưa quá nên là hôm nay bên em để hàng vào rất là sát nhau luôn. Không có chỗ để. Đây là đùi gà dẹt nhé các bạn. 180.000 đồng cho 1 kg này. Tiếp đến ở đây là lan kiều dẹt đấy ạ. Lan kiều dẹt 600.000 đồng cho 1 kg kiều dẹt nhé các bạn. Kiều dẹt thì bên em cũng không có nhiều dề to đâu. Nó chủ yếu từng khóm này thôi. Bởi vì lan này nó là một trong những loại lan rất là quý hiếm. Nên là khi mà đi tìm khai thác thì cũng không còn những cái dề to nữa rồi các bạn ạ. Nó chủ yếu là những cái dề tầm khóm này thôi. Đây, đây là một có thể là một cái khóm đây. Kẹp vào đây là hai khóm đấy các bạn ạ. Đấy. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn em vẫn giữ giá là 230.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Đây là lan đùi gà tròn của em đây. Đấy nhé các bạn, có cả dề to và dề nhỏ. Khi gửi đi không nhắn thì em sẽ gửi cả cây ngắn và cây dài lẫn. Còn bác nào mà muốn có thể là lấy cây dài to thì cũng nhắn em luôn. Vâng, bên cạnh đây bên em còn có là lan kiều vàng nhé. Kiều vàng thì em mới về rất là nhiều luôn. Nhưng mà hôm nay do thời tiết nó mưa quá nên em không để đẩy ra được hết. Kiều vàng 160.000 đồng cho 1 kg. Bảo đảm hàng rất là đều đẹp luôn nhé các bạn. Đây là lan kiều vàng, thân rất dài luôn ạ. Còn bên này có một chút cái hương vani thôi. Hương vani bên em bán là 250.000 đồng cho 1 kg. Bó này có khi nó cũng chỉ gần tầm 8 lạng đến 1 cân thôi. 250.000 đồng cho 1 kg hương vani nhé các bạn. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bến hôm nay bên em mới cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau. Các bạn liên hệ đặt lan, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 nhé.